Duy, hiện là giám đốc của vườn ươm doanh nhân B-Training, một trung tâm chuyên đào tạo ươm mầm doanh nghiệp. Để có được vị trí như ngày hôm nay, cuộc đời anh đã trải qua khá nhiều những thăng trầm. Nguyễn Thái Duy, một người dám từ bỏ vị trí trưởng phòng ở một công ty nước ngoài ở tuổi 22 để dấn thân vào một con đường đầy khó khăn là buôn nước mắm. Điều đáng nói là anh bắt đầu kinh doanh ngay cả khi chỉ có vài đồng vốn trong tay. Để rồi từ những đồng tiền lãi ít ỏi, doanh nhân Nguyễn Thái Duy đã từng bước xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng mà không phải ai cũng làm được. Đoạn đường đi của anh có những lúc lên đến đỉnh vinh quang, đạt được sự thịnh vượng về tài chính, song cũng có những lúc thất bại đến trắng tay. Điều đáng nói là ở mỗi thời điểm với anh đều là một bài học đắt giá, để từ đó anh trở nên bản lĩnh hơn trên bước đường khởi nghiệp của mình. Và đáng trân trọng hơn là anh đã không quên chuyển tải những kiến thức và kinh nghiệm của cuộc đời mình tới các bạn trẻ, từ đó ươm mầm ra những thế hệ doanh nhân. Thưa quý vị, với đoạn video clip ngắn vừa rồi chúng ta vừa cùng được theo dõi thì chúng ta cũng thấy được là quá trình khởi nghiệp của doanh nhân Nguyễn Thái Duy là một câu chuyện khá là thú vị. Và bản thân Xuân Hiếu cũng đầy thắc mắc khi không hiểu tại sao vào thời điểm tuổi rất trẻ 22 tuổi và đang có một cái vị trí với công việc mà nhiều người cũng mong muốn là trưởng phòng ở một công ty nước ngoài, anh lại quyết định từ bỏ công việc đó để đến với công việc kinh doanh mà lại là buôn nước mắm chứ không phải là một cái loại hình kinh doanh nào khác. Anh Duy có thể chia sẻ đôi nét về cái việc tại sao lại có cái sự biến chuyển như vậy hả? Nó bắt đầu từ cái việc mà khi công ty cho mình lên vị trí trưởng phòng á, ngoài cái ông chủ nước ngoài mình làm việc và các ông chủ người Việt Nam hồi đó ở Bình Dương á, thì họ suốt ngày họ khen mình giỏi, họ khen mình thông minh, thì mình thấy nó có cái gì đó nó cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên một thời gian thì mình phát hiện nó có cái gì đó sai sai. Nó sai sai là gì? Mình cần có nhu cầu là có tiền nhiều hơn để giúp cho em út, người dân miền Trung mà hay vậy á, người lớn đi rồi thì giúp lại cho người nhỏ, thì cái điều đó nó không đủ, mức lương nó không đủ. Và mình phát hiện ra một cái chi tiết là tất cả những cái người chủ đó họ họ đều sở hữu một doanh nghiệp và chung quanh họ có rất là nhiều người giỏi chứ không phải là họ giỏi. Và lúc đó mình mới phát hiện ra là họ thuộc một cái nhóm mà mình hay chia sẻ với người, họ thuộc một cái nhóm mà gọi là cái nhóm búa, còn mình thuộc cái nhóm gọi là nhóm đinh. Nghĩa là hồi đó mình hay thấy là ông chủ mình là mỗi ngày ông ra lệnh xuống mình giống như cái hình ảnh cây búa đó, và cái câu hỏi mình đặt ra tại sao mình không trở thành búa mà mình lại trở thành đinh nha. Vậy thì trở thành búa thì chúng ta cần phải những cái kỹ năng gì? Thì hồi đó thì thực sự cái câu trả lời nó không được nhiều đâu, mình chỉ trả lời được một cái nhất là nếu muốn trở thành búa thì chúng ta phải trở thành một người làm kinh doanh, một ông chủ thật sự. Và cái đó là cái nung nấu nó nằm ở trong cái con người mình. Thì sau 6 tháng nhận vị trí trưởng phòng đó thì mình rời công ty của mình để mình ra, mình chọn cái công việc đầu tiên đó là kinh doanh nước mắm. Khi mà anh quyết định rời đi á, anh có phải suy nghĩ nhiều lắm không? Và có nhận được cái sự ủng hộ từ phía gia đình không? Cái gia đình thì mình không có báo đâu. Vì mà lúc mình biết rằng là ba mẹ mình là người ở miền quê mà hồi giờ chưa bao giờ ra làm kinh doanh hết, nên mà có chia sẻ thì ba mẹ cũng không có biết đâu. Những bạn bè á, thì mình chia sẻ thì các bạn bè mình thì không bạn nào ủng hộ hết. Mình nói tới khái niệm nhóm búa, nhóm đinh, thậm chí các bạn còn nói mình là người bất thường. Riêng một cái chi tiết rất là bất ngờ là mình nói với người chủ mình đó là mình nói là mình xin nghỉ việc. Thì ổng rất là bất ngờ mình, ổng là wow, tại sao bạn lại nghỉ nha? Bạn nghĩ bạn đi làm cái công việc ở đâu và cái công ty này á nó sẽ còn phát triển nữa và bạn còn thành công nữa ở cái công ty này trong khi bạn còn rất là trẻ. Mình mới kể một cái câu chuyện là mình nhìn thấy như vậy đó, mình cảm ơn ổng là đã cho mình đi tiếp cận rất là nhiều đối tác và mình học hỏi được rất nhiều, nên đã tới lúc mình ra mình khởi nghiệp. Thì lúc đó thì ổng không cản nữa mà ổng quay lại là ổng cho mình một lời khuyên, hãy đeo đuổi đến cùng cái con đường của mình. Thưa quý vị, chỉ với vài thông tin chia sẻ lúc ban đầu thôi thì rõ ràng chúng ta cũng thấy được là cái ý niệm là muốn làm chủ bản thân mình, muốn mình phải tự chủ nhiều hơn về kinh tế đến từ doanh nhân Nguyễn. Khi mà anh Duy khởi nghiệp đó, thì cái nguồn vốn của anh ở cái thời điểm anh vừa nghỉ công ty để mình bắt đầu với cái loại hình là mình kinh doanh và với sản phẩm là nước mắm, thì cái vốn lúc ban đầu của anh là như thế nào? Thì bản thân mình hồi đó thực sự là cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái hỏi là không có vốn đâu. Mà trong tay lúc đó là còn rất là ít, và ban đầu là mình lấy được đúng 4 chai nước mắm. Và mình ra bán hết 4 chai nắm, mình về mình lấy tiếp và bắt đầu mình lại đi bán tiếp cho tới một lúc thì mình lấy được nguyên một thùng nước mắm là 24 chai, rồi mình lại đi bán hết, rồi sau đó cái mình lấy nhiều hơn nữa. Sau đó mới phát hiện ra rằng là lấy từng chai vậy thì nó không được rẻ hơn, nên mình mới đặt ra được cái canh 20 lít để về mình kiếm ra từng chai một,
Vậy thì vốn từ đâu nhỉ? Hồi xưa mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ rằng là lấy vốn từ từ đâu. Tuy nhiên ngay cái tháng đầu tiên á, trong túi mình sau khi mình tổng kết lại á, thì mình gần được 24 triệu. Ngay cái tháng đầu tiên thì lúc đó mình mới hỏi, ủa tiền ở đâu ra nhiều dữ nhỉ? Tiền ở đâu ra nhỉ? Thì ngay lúc đó, ngay trong đầu mình á, bắt đầu một cái hình ảnh nó bắt đầu nó chạy, là mình mới phát hiện ra rằng là mỗi lần mình đưa chai nước mắm cho khách hàng á, là khách hàng đưa tiền cho mình. Khách hàng đưa chai nước mắm là mình đưa tiền cho mình. Và mình mới phát hiện ra rằng, à, nó có một cái rất là tuyệt vời. Tiền vốn nó nằm ở trong túi khách hàng. Chúng ta đi bán hàng rất là nhiều thì tiền từ trong túi khách hàng họ sẽ đưa về cho chúng ta. Dạ. Và đó là lý do mà mình bắt đầu từ một khoản tiền rất là nhỏ. Riêng bản thân Hiếu, Hiếu có một cái ý niệm là khi mà mình khởi nghiệp thì mình có ý tưởng cái đã, và thứ hai mình phải có vốn mình mới làm, và cái thứ ba nữa là mình bị cái tâm trạng là mình rất e dè, bởi vì mình sợ là cái vốn mình đổ ra xong rồi nó lại không hiệu quả, mình cứ sợ. Thế thì với cái câu chuyện này thì Hiếu muốn được hỏi anh Duy là anh có thể là tư vấn thêm cho quý vị khán giả cũng như là đối với bản thân Xuân Hiếu là chúng ta có thể khởi nghiệp thành công mà không cần vốn, thì cụ thể hơn nữa về điều này ạ. Mình khởi nghiệp nước mắm nó rất là thuận lợi, sau đó mình có tiền mình chuyển sang mình khởi nghiệp gỗ. À, khi mà khởi nghiệp gỗ thì thời điểm đó là mình có rất là nhiều tiền. À, và khi mà cái doanh nghiệp gỗ nó lên rất là lớn rồi thì sau đó là mình bể một cái đơn hàng xuất khẩu và thế là mình mất hết. Và khi mình mất trắng tay rồi á thì bán nhà bán cửa luôn, ra nhà trọ ở. Thì lúc đó mình mới suy nghĩ lại, mình kêu tại sao cái thời điểm bắt đầu á mình không có tiền tại sao mình làm được nhỉ? Nhưng bây giờ tại sao mình có tiền mà làm không được nhỉ? Thì khi mà cái câu hỏi đó ra mình thì mình ngồi mình mới ghi ra giấy thì mình mới phát hiện ra là hai cái cách hành động rất là khác nhau. Hồi kia là mình cứ tập trung ra mà đi kiếm tiền thôi, mình đi gặp khách hàng để kiếm tiền và thế là tiền trong túi mình nó rất là nhiều. Còn cái lúc mà mình ra xưởng gỗ là mình mộng mơ quá, lúc mình có tiền mình mộng mơ cái xưởng mình mỗi ngày nó càng bự hơn, mình mộng mơ cái xưởng mình mỗi ngày nó có nhiều máy móc hơn, nó hiện đại hơn, tức là mình mơ toàn bộ những cái đó rồi mình mơ một ngày nào đó mình có cái showroom nhiều hơn. Những và đi liền với một cái mộng mơ đó là tiền nó ra khỏi túi, cái xưởng nó đẹp hơn là một đống tiền ra khỏi túi, cái mộng mơ nhà máy mình nó phải có nhiều cái máy móc tốt hơn thì là tiền ra khỏi túi, tức là mình tập trung quá nhiều thời gian cho việc mình chi tiền chứ mình phải tập trung thời gian để mình kiếm tiền 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 về. Và cái đó là cái mà bài học rất là lớn, để khi mà mình có tiền nhiều trong túi là mình cứ tập trung cho việc chơi tiền. Đó. Và khi mà chúng ta rớt vào con đường thất bại á, thì mình cũng có một cái kinh nghiệm nữa. Nếu đã lỡ rớt vào thất bại, hãy chọn một cái thất bại rất là thanh lịch. Cái thất bại đó nó không gây ra cho chúng ta quá nhiều cái đau đớn và nó không gây ra quá nhiều mất mát, mà chúng ta học được rất là nhiều bài học. Thất bại đau đớn là thất bại mà sau cái thất bại đó chúng ta có thể là tan gia bại sản, chúng ta có thể là nợ nần quá nhiều, thậm chí có người gia đình ly tán. Và cái thất bại đó người mình gọi là cái thất bại đau đớn. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng đó là chỉ cần có vốn thì tôi mới khởi nghiệp được, còn không có vốn thì xem như là chúng ta không thể nào bắt đầu được, thì cái suy nghĩ đó ngày hôm nay đã được hai doanh nhân chúng ta chia sẻ khá là cụ thể. Và ngày hôm nay đến với chương trình thì chúng tôi cũng nhận thấy là có rất đông các bạn trẻ cũng là những người đã và đang trên con đường khởi nghiệp của mình. Thì bây giờ sẽ là thời gian mà Xuân Hiếu dành cho các bạn, chúng ta có đặt câu hỏi hay những vấn đề mà các bạn đang quan tâm có thể đặt trực tiếp cùng với doanh nhân Thái Duy và doanh nhân Thanh Thảo. Không biết là có bạn nào chúng ta xung phong đặt câu hỏi đầu tiên không ạ? Mời bạn. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Trương, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực xe đẩy hàng công nghiệp. Tôi kinh doanh được một thời gian và đang học vấn đề về vốn. Vậy tôi hỏi bên Nguyễn Thái Duy, vậy giải pháp nào là cho vấn đề đó và chúng ta bắt đầu từ đâu? Cái này là cái câu hỏi mà thường niên mình gặp các bạn trẻ ra khởi nghiệp luôn hỏi cái câu hỏi này. Hồi nãy mình nói cái cách thứ nhất á, là cái cách mà chúng ta phải đi bán hàng để chúng ta mới có cái dòng tiền, cái đó là người là vốn từ trong túi khách hàng. Còn nếu mà bạn không giỏi giang cái việc này á, nó là cái rất là khó khăn, thì bạn lại cần phải làm một cái việc khác, đó là chúng ta đi tìm các cái nguồn những người có nhiều tiền á. Có những người họ rất là nhiều tiền mà không biết muốn làm gì, họ biết làm gì cho nó hiệu quả, thì bạn lại liên quan tới bán hàng tiếp là cái khả năng trình bày. Cái khả năng trình bày của bạn nó phải gì ạ? À? Nó phải thu hút người ta và người ta nhìn vào con người bạn, người ta phải chính xác. Cô nên đầu tư vào cái cậu bé này. Đầy tiềm năng. Đúng rồi, cái con người này rất là đầy tiềm năng. Thì Dạ. cái khả năng đó nó phải được bộc lộ ra. Hiện tại ở nhà nước á, cô chúng ta thì hiện tại có cái quỹ khởi nghiệp của bạn đúng không? Ở các trung tâm thành đoàn. À, các cái trung tâm khởi nghiệp đó thì các bạn chủ động liên hệ, các bạn cần phải có một cái dự án đó rất là rõ ràng và các bạn phải thuyết trình để qua rất là nhiều tầng giám khảo để chừng cuối cùng là đồng ý thì mới bắt đầu cái nguồn vốn nó về với bạn. Hoặc là các bạn tìm những cái công ty
là có những cái công ty họ làm ăn phát triển, ví dụ như bạn Thảo nè, họ làm bạn Thảo làm ăn phát triển và bạn Thảo muốn mở một cái lĩnh vực mới nữa. Và em tìm đến cái công ty bạn Thảo, ví dụ em thuyết trình và bạn Thảo ồ đúng rồi, mình càng nên phát triển thêm cái lĩnh vực này nữa, thì tự nhiên là họ sẽ hỗ trợ vốn cho em. Tại vì người ta đưa tiền cho mình bởi vì cái năng lực của mình, chứ không phải người ta đưa tiền bởi vì cái dự án kênh kinh doanh. Các bạn nắm ý ra điều này không ạ? Có nhiều người cứ nghĩ là cái dự án kinh doanh người ta sẽ đưa tiền cho bạn. Không đâu, người ta đưa tiền bởi vì cái năng lực của bạn, cái con người của bạn. Cảm ơn anh Nguyễn Thái Duy cũng như là chị Lê Thị Thanh Thảo đã đồng hành cùng với chương trình. Không biết là trước khi chia tay với các khán giả thì anh chị có điều gì muốn chia sẻ nữa không ạ? Mình có cái quyển sách đầu tay của mình, cái tiêu đề là Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu. Đây là cái kinh nghiệm khởi nghiệp để mình truyền tải trong quyển sách này, mình gửi đến các bạn tham dự chương trình ngày hôm nay những món quà làm kỷ niệm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho xin nghỉ nha. Cảm ơn anh Duy.